24 tháng 2 năm Quý Mão. Một chuyến đi thực tế, một trải nghiệm thực, một cách tiếp cận mới. Chùa Tây Phương, hành trình khám phá qua năm giác quan. Xin giới thiệu một tư liệu đến từ tổ 4 lớp Ni 1 trường Trung cấp Phật học Hà Nội.